Chào mừng cả nhà đến với nhà máy Tôn Thiên Tân nha. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà một mẫu xà gồ cực kỳ lớn luôn. Tuy số lượng khách đặt cũng không có nhiều lắm, có hơn 2.000 mét xà gồ thôi à. Nhưng mà cái lô xà gồ này lớn, và mỗi một lần để đó cả nhà mình có thể thấy, để đặt nó vô vị trí mình cần thì nó cần tất cả ít nhất phải 4 người nha cả nhà. Xà gồ em đang quay trước mặt mình đây là xà gồ C300, cánh 65 và dài 3 ly. Với chiều dài em đang chạy cho đơn công trình này là nó dài hơn 14 mét nha cả nhà, cực kỳ dài luôn. Đây là cái gân của xà gồ nhá. Gân xà gồ bên em chạy sẽ có một gân dưới như thế này. Gân này có thể điều chỉnh lớn nhỏ theo mình thích, hoặc là theo cái bản xà gồ mà chúng ta đặt ha. Một xà gồ C300 cả nhà mình có thể thấy nè, tay em hơn 2 tấc mà đặt lên không xi nhê gì cả. Ngoài xà gồ ra thì bên em vẫn phục vụ BO hàng ngày nhá. Mỗi ngày bên em đổ BO trung bình hơn 2.000 mét tôm BO và đổ 3 tăng sáng, trưa, chiều. Sáng đổ để chiều đi và chiều đổ để trong buổi chiều đi luôn nha cả nhà. Sáng đổ sáng đi, chiều đổ chiều đi, và chiều tối đổ một tăng như vừa xong em vừa cho đổ, là những lô này để đi chiều nay và sáng ngày mai. Trong chiều nay và ngày mai những lô này nhá. Mỗi lần em đổ phải tầm 800-900 mét mới bắt đầu cho đổ, gom đơn để đổ đấy cả nhà, toàn khách lẻ thôi. Như cả nhà thấy nè, còn rất là nhiều hàng lẻ không nhá. Nói về chất lượng BO thì cả nhà mình khỏi bàn rồi ha. Cho dù trời mưa bão, trời mùa đông hay là mùa hè gì, nó cũng đều hợp lý hết nha cả nhà. Như mùa hè đợt rồi thì cả nhà mình có thể thấy rất là nắng nóng, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ gay gắt đó. Nên là lập BO lên cực kỳ mát luôn nha cả nhà. Còn nếu mà cho dù đến mùa đông hoặc là mùa mưa đi thì cái BO này nó sẽ giữ độ ấm cho cả mái nhà của mình nha. Nên BO này luôn luôn là một mái nhà lý tưởng cho mọi công trình luôn nha. Cả nhà mình có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ tới số hotline của bên em 0967 900 900, hoặc có thể đến trực tiếp tại 818 Nguyên Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha cả nhà.